Thân trọng kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến của Việt Face TV. Kính thưa quý vị, trong loạt chương trình à, nhằm đưa đến chúng ta một số các kiến thức cơ bản cũng như các thông tin cập nhật về vấn đề lây lan của coronavirus hay là Covid-19. Trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi lại có một hội luận đặc biệt với dân biểu tiểu bang California, ông Taylor Diệp. Trước hết xin kính chào Taylor. Giờ dạ, xin kính chào anh Dũng và xin kính chào quý khán giả. Dạ vâng thưa ông à, chắc chắn là mọi người đều biết rằng trong cái thời gian gần đây à, tất cả những cái tin tức và liên quan đến coronavirus hay là COVID-19 mỗi ngày nó đều biến diễn biến một cách rất là nhanh. À, những con số người nhiễm thêm hoặc là những cái con số người tử vong và những cái con số của những người đã khỏi bệnh thì mỗi ngày hoặc là mỗi giờ đều được cập nhật một cách cụ thể. À, riêng tại Hoa Kỳ thì tính đến bây giờ à, khi chúng ta quay hình hôm nay là ngày thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2020 đó thì cái con số người thiệt mạng cho cái trường hợp coronavirus đã lên rất là cao. Trong những ngày qua thì tổng thống Donald Trump cũng như là thống đốc tiểu bang California cũng đã đưa ra một số các cái thông báo liên quan đến vấn đề ngăn ngừa dịch bệnh. Trong trường hợp này thì ông có những cái ý kiến nào liên quan đến vấn đề không, thưa ông? À, thưa anh, trước hết là chúng tôi thấy rằng là mỗi ngày cái con số người bị nhiễm bệnh và cũng như là con số tử vong đều tăng lên và tăng lên gấp đôi có nghĩa rằng là đến giờ phút này chúng ta hay là chính quyền liên bang và tiểu bang vẫn chưa có cách nào để mà giải quyết tận gốc rễ cái vấn đề coronavirus cái chuyện thứ hai nữa rằng là chúng ta thấy rằng là mỗi ngày thì những biện pháp mà hạn chế việc là người dân giao lưu với người khác Uh, đi lại uh, trong xã hội càng ngày thì càng bị chính quyền liên bang và tiểu bang hạn chế. Ở uh, trong lúc mà chúng ta đang theo chương trình này thì tại miền Bắc California th uh, thưa anh sáu uh, quận hạt ở tại miền Bắc California bao gồm San Francisco, uh, Oakland và cũng như là Santa Clara là nơi mà thành phố San Jose uh, được nằm trong đó uh, đều đã uh, bắt đầu uh, lệnh uh, giới nghiêm uh, là 10 quy là 12 giờ khuya ngày hôm nay là ngày 17 tây tháng 3 ngày mai đó người dân sẽ không được ra đường nữa. Chúng tôi không có nắm đủ cái chi tiết rằng là, là chính quyền của sáu quận hạt tại miền bắc California này sẽ áp dụng lực giới nghiêm đó như thế nào. Nhưng mà tới giờ phút này chúng ta biết được rằng là tới ngày mai người dân tại miền bắc California sẽ không được đi ra ngoài đường, ngoài những cái trường hợp quan trọng ví dụ như là cử một người ra để mà mua thực phẩm vân vân. Và đó là là những cái diễn biến mà chúng ta thấy mới nhất và, và như là anh nói đó, tại vì tin tức thay đổi hàng ngày và những biện pháp đưa ra phản ánh theo cái con số gia tăng của bệnh virus cho nên là uh, mấy ngày trước chúng ta thấy rằng là uh, giới giới chính quyền tiểu ban khuyên rằng không nên uh, tụ tập ở nơi nào hơn 250 người xuống uh, đến 60 người rồi đến ngày hôm nay tổng thống donald trump trong một cuộc họp báo tại tòa bài đốc nói rằng là không nên tụ tập uh, hơn một con số là 10 người yeah, vâng. và chúng tôi nghĩ rằng là trong những ngày đến tới nữa nếu mà cái ca tử vong hay là cái ca mà bệnh không xuyên giảm đó thì những biện pháp khắc khe hơn sẽ được đưa ra nữa thôi. Như vậy thì với cái thông báo mới của tổng thống Trump đó thì không nên tụ tập quá 10 người. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng một cách rất là trực tiếp đến một số các cái cơ sở chẳng hạn như là nhà hàng, quán ăn thì nó sẽ ảnh hưởng một cách trực tiếp. Dạ vâng. À, những cơ sở thương mại như là nhà hàng, quán ăn ờ ở tại California thì chúng tôi có có lời khuyên rằng là uh, các cơ sở thương mại này nên bắt đầu có những cái uh, uh, biện pháp thích ứng, có nghĩa rằng là không cho thực khách đi vô nhà hàng theo lệnh của chính quyền. Uh -huh. Nhưng cái đó không có nghĩa rằng là các dịch vụ uh, thương vụ của họ có uh, uh, phải ngưng. Uh, có rất nhiều nhà hàng mà chúng tôi liên lạc được, chúng tôi khuyên họ là nên chuyển qua cái dịch vụ rằng là uh, food delivery to go, bằng cách rằng là họ Um, ghi danh vô những cái cái ứng dụng như là Uber Eats hay là Postmate để cho người dân hay là người tiêu thụ có thể uh, mua đồ ăn của các nhà hàng này qua những ứng dụng ở trên điện thoại của họ và họ có thể là dùng một cái người đó uh, mua đồ ăn xong đem tới tới tận nhà và những cái người mà, mà uh, chuyên chở đồ ăn food delivery này đó họ không cần trực tiếp mà đưa đến uh, không cần trực tiếp gặp chúng ta nữa, họ có thể để đồ ăn trước cửa nhà của mình và họ đi Uh -huh. Và mình chỉ trả tiền uh, qua cái ứng dụng mà không cần phải gặp cái người thứ ba uh -huh. Và đây là cũng là một cách để cho những nhà hàng có thể duy trì, duy cái, duy trì cái thương vụ của, của họ trong yeah. vài tháng tới Và vài tháng tới đây là những cái thời điểm mà khó khăn nhất uh, cho các cơ sở uh, thương mại như là nhà hàng thưa anh Tại vì uh, chúng ta biết rằng là uh, không mở cửa đi làm Nhưng mà cái đó không nghĩa là các nhà hàng uh, không phải trả tiền phố uh, uh -huh. cái, cái chuyện mà tiền phố thì chắc chắn là họ phải tiếp tục trả uh -huh như vậy thì trong khi vẫn tiếp tục trả tiền phố và doanh thu buôn bán có thể bị thu hẹp lại như vậy thì những cái thiệt hại này có cơ quan nào hoặc là chính quyền tiểu bang đã có một cái phương hướng gì để có thể giúp đỡ cho các doanh nghiệp nhỏ chưa thưa ông à, thưa anh uh, hiện nay thì chính quyền ở tại uh, thủ phủ uh, uh, california uh, đang soạn thảo ra một số các dự án để mà giúp đỡ cho người nhân công trước uh -huh. ví dụ như là, là nếu mà quý vị là người đi làm uh, bị nghỉ việc tạm thời, yeah, vâng. tại vì mình đang lương theo giờ đó thì trong trong thời gian tới đây mình có thể xin tiền uh, um, workers' comp. Uh, nếu mà mình là người đi làm mà phải nghỉ ở nhà để mà lo cho thân nhân thì vì thân nhân của mình bị bệnh coronavirus, uh -huh. mình cũng có thể xin được ví dụ như là tiền disability. thì đó là một số các biện pháp mà chính quyền tiểu bang California đang cố gắng giúp cho người đi làm. Chúng tôi cũng có biết là một số các động viện uh, đang soạn thảo một số các luật để mà bảo vệ cho người đang thuê nhà. Ví dụ như là đang đi làm uh, không không được đi làm nữa mà không có tiền đóng tiền nhà ừ. thì như thế nào thì hiện nay Sacramento cũng đang có một số các biện pháp để mà xem coi là Um, có cách nào để mà gia hạn cái tiền cái tiền nhà để cho người dân hay không uh -huh. uh, chi tiết chúng tôi hiện nay vẫn chưa rõ vì cái đó đang được soạn thảo ở trên tiểu bang Sacramento uh -huh. uh -huh. dạ, và chính quyền liên bang của ông Donald Trump thì cũng có một số các chương trình uh, để uh, cho các cơ sở thương mại vay uh, một khoản tiền mà không không có tiền lãi nhiều uh -huh. hay là hay là tiền lãi không uh, tiền lãi không cao để mà giúp cho họ vượt qua được những cái tháng này uh, và cái chương trình đó là qua cơ quan SBA quý vị có thể liên lạc với văn phòng của chúng tôi qua cái số điện thoại trên màn ảnh để mà lấy thêm thông tin về làm sao mà để có được những cái khoản tiền vay nợ qua cơ quan SBA để mà giúp cho quý vị vượt qua được một số các thời điểm khó khăn trong những tháng tới đây thưa anh. vâng cảm ơn ông lời vâng thưa quý vị nếu quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề này thì có thể gọi điện thoại trực tiếp với số điện thoại đang hiện trên màn hình hiện nay và tất cả các giải đáp sẽ có được đến cùng quý vị. Thưa ông như vậy thì có những cái mà khoản viện trợ này đó, khoản những cái khoản trợ cấp những cái khoản cho vay này đó, nó có nằm trong cái gói khoảng 45 tỷ Mỹ kim mà sau khi thông báo tình trạng khẩn cấp quốc gia đó thì tổng thống Donald Trump nó sẽ nằm trong cái gói viện trợ đó hay không? Chúng tôi nghĩ là là sẽ có tại vì dạ. 50 tỷ Mỹ kim này uh, ngoài ngoài một phần lớn là đi vô trong CDC hay là FEMA đó là hai cái cơ quan mà mà đang đứng coi như là đứng đầu cái bằng chiến tuyến của uh -huh. uh, chính quyền liên bang liên quan đến vấn đề dịch bệnh này thì một phần lớn của cái cái gói cứu trợ này sẽ được uh, uh, cung cấp cho đến cho tiểu bang, thì vì mỗi tiểu bang và mỗi địa phương sẽ có những cái uh, chương trình riêng của họ uh -huh. và những những tiểu bang và những địa phương này sẽ rót tiền lại vô trong những những tổ chức bất vừa lợi, tại vì những tổ chức bất vừa lợi ví dụ như là tại ngay tại quận cam này chúng ta có uh, cái Orange County Food Bank là một cái tổ chức chuyên môn cung cấp thực phẩm uh, cho người nghèo và cũng như là các giới cao niên và đây cũng là những cái, những cái dịch vụ mà chúng ta biết rằng là uh, người dân sẽ rất là cần trong trong những lúc mà uh, nếu mà những người cao niên mà 65 tuổi trở lên không có tiện đi ra ngoài đường trong uh, trong một vài tháng tới đó mà họ cần những người đưa đồ ăn tới nhà thì đây cũng là những dịch vụ mà uh, rất là quan trọng mà trong thời gian tới À, chính quyền tiểu bang phải hỗ trợ cho những tổ chức bất vụ lợi này để mà họ có cái ngân khoản để tiếp tục à, dịch vụ này thưa anh Dạ yeah, vâng, à, cũng vẫn là trong cái chiều hướng của chính quyền đưa ra một số các cái biện pháp để có thể giúp đỡ cho người dân trong lúc này à, Tuy nhiên, nhiều người cũng quan tâm đến cái vấn đề là hiện nay chúng ta thấy đó, tại các cái cửa hàng siêu thị đó thì cái hàng người mà đi mua thực phẩm nó, nó gia tăng mỗi ngày và thờ, phần lớn thì các kệ hàng ở trong các siêu thị các cái chuỗi hàng bán lẻ đều đã cạn kiệt à, nhưng tổng thống donald trump đã có một cái buổi họp với các ceo của các cái chuỗi cung cấp hàng lẻ đó thì ông khuyến khích mọi người rằng không nên mua quá số cần dùng và dĩ nhiên là các cái chuỗi cửa hàng bán lẻ vẫn có đầy đủ các cái lương thực để cung cấp cho tất cả mọi người như vậy thì cũng có một cái câu hỏi đặt ra là liệu tất cả những cái sản phẩm những cái thực phẩm này nếu thí dụ nó sản xuất từ những quốc gia đang bị dịch ảnh hưởng đi thì họ cũng sẽ bị cái tình trạng như là không có làm được không sản xuất được thì cái nguồn hàng đó có đúng như là tổng thống đó đã hứa với mọi người hay không thưa anh chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà tổng thống Donald Trump đang muốn cho người dân không có hoang mang đó là cái chuyện đúng tại vì căn cơ của quốc gia này vẫn còn ở đó uh -huh. và chúng tôi nghĩ, nghĩ rằng là uh, người dân không nên uh, cảm thấy hoang mang mà phải đi mua quá nhiều đồ uh -huh. uh, nhiều khi mua những thứ mà mình nghĩ là chưa chắc là, là mình cần uh, trong thời gian uh, hiện nay mà uh, đến nỗi là phải sắp hàng nhiều tiếng đồng hồ hay là đi vô mà thấy rằng là về các siêu thị họ chỉ giới hạn là mỗi món đồ không thể mua quá hai phần yeah, vâng. tại vì uh, uh, và chúng tôi đưa ra nhiều cái ví dụ như vậy nè. Ngay tại tiểu bang California này, chúng ta có một cái uh, ngành nông nghiệp rất là lớn và ngành nông nghiệp của tiểu bang California một phần là đang cung cấp uh, thực phẩm cho Trung Quốc, uh -huh. chứ không phải là mình đi mua thực phẩm từ Trung Quốc ngược lại. Uh -huh. Gạo, lúa mì, uh, heo, gà, hầu hết là đang sản xuất ở tại ở tại tiểu bang California. Thì nếu mà nói rằng là mình ỉ uh, lại vào những nước như là Trung Quốc hay là những nước khác mà cho cái vấn đề mà thực phẩm căn bản đó thì chúng tôi nghĩ rằng mình không cần phải lo. Uh, tại vì quý khán giả nên phân biệt rằng là trong những cái thời gian khó khăn này, đồ ăn mình ăn là ăn để cho không có bị đói hay là ăn để mà hưởng thụ. Uh -huh. Tại vì nếu mà mình nghĩ rằng là mình kiếm những cái thứ mà gọi là của ngon vật lạ ăn để cho nó cho thấy là gọi là nó 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 sung sướng đó thì mình còn quan tâm đến là một số Vậy các cái nguồn hàng các cái nguồn hàng là không có từ ở đâu nhưng mà nếu mà mình nghĩ là mình ăn để cho cho không có chết đói cơ bản thôi đó thì chúng ta không cần phải lo à tại vì hồi hồi uh, sáng ngày hôm qua có rất nhiều uh, thị trưởng của thành phố lớn ở tại uh, uh, California bao gồm kể cả Los Angeles đã có một cuộc họp báo ngay tại trong những cái siêu thị và thấy rằng là những cái kiện hàng của họ về vấn đề mà thực phẩm đó vẫn được chuyển đến trong những xe tải xe truck và đưa đến những siêu thị uh -huh. cái vấn đề rằng là hiện nay chúng ta đang đang có hai vấn đề là tại sao uh, những siêu thị này hết hàng là một người dân hoang mang cho nên là họ mua quá nhiều mua nhiều đến đến nỗi là nhiều khi ăn hai ba tuần cũng không hết ừ. và thứ hai nữa là đang có cái tình trạng là hôi của để mà trục lợi đó là có nhiều người đi mua lại hàng ở trong Costco, hay Walmart rồi xong đi quay qua à, bán lại ở trên Amazon với giá rất là cao hay là đi bán lại ở trong cái tiệm của họ với giá cao chúng tôi không muốn nói rõ tên của tiệm nhưng mà ngay trong khu vực lưu Sài Gòn này ừ. chúng ta thấy là có rất nhiều cơ sở thương mại đi vô Costco mua đồ trong Costco với cái hiệu Kirkland. không uh -huh. đem đem đi bộ tiệm của mình bán lại với bán giá lẻ lại với, với giá là gấp gấp 4 gấp gấp 5 lần. Uh, tiểu bang đã có cái quy định là sẽ phải phạt 10.000 và đồng thời có thể 1 năm tù ở nếu ở trong cái trường hợp tăng giá một cách dạ vâng. bất hợp lệ phải không ạ? Dạ vâng. Uh -huh. uh, dạ vâng. thưa ông trở lại với cái vấn đề là hiện nay uh, 6 quận hạt tại miền Bắc California đã uh, kêu gọi mọi người nên tự giác và nên ở nhà nếu không có việc dạ gì vâng. cần thiết phải ra ngoài, đặc biệt là những việc trên 65 tuổi trong trường hợp này thì đối với những người homeless thì sao? Là vì chúng ta vẫn biết rằng à, toàn tiểu bang California có khoảng trên dưới 150.000 người homeless. Như vậy thì những cái lệnh mà cách ly này nó sẽ ảnh hưởng đến những người này như thế nào? Và chính phủ tiểu bang đã có những cái kế sách gì để giúp đỡ cho những người này chưa? À, thưa anh, chính phủ tiểu bang thì chưa. Nhưng mà ở tại miền Bắc California đó thì họ đã đưa ra một cái quyết định rằng là À, nên chuyển những người vô gia cư này vô trong những khách sạn mà còn trống dư phòng oh. có, có nghĩa rằng là à, những cái mô theo mà hiện nay vẫn còn đang à, trống phòng hay là phòng chưa được người ta mướn đó thì à, những khu hàng này muốn đưa những người vô gia cư tạm trú trong đó tại vì những người homeless là những người có cái nguy cơ mà nhiễm bệnh cũng như là lây bệnh nhiều nhất. Về uh -huh. vấn đề vệ sinh của họ là cũng, hay là sức khỏe của họ cũng là chủ yếu là là không khá rồi. Uh -huh. Và uh, những nơi mà thì như là họ ở qua đêm, những cái băng ghế mà họ nằm uh, ở, ở ngoài lề đường đó là đều những hay là những cái phương tiện công cộng mà họ gần gũi là đều những là nơi, những cơ sở mà để cho cái 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 mầm bệnh này nó tiếp tục uh, nó có cơ may nó lan rộng hơn lan rộng đến cho người người khác cho nên là chúng tôi cũng mới nhận được tin uh, trưa nay thấy rằng là có những cái nỗ lực đưa những người homeless này, những người vô gia cư này vô trong những khách sạn uh, mà mà chưa có bị uh, uh, full occupancy thưa ừ. anh. Dĩ nhiên là những người này trước khi đưa vào đó chắc là cũng họ sẽ được cũng phải là thử nghiệm phải không ạ? Dạ vâng. Đó là thử tất cả các triệu chứng. Như vậy thì tất cả những khoản chi phí này là do ai đã tài trợ? Những những khoản chi phí này thưa anh là. À, nếu mà đây là lệnh của chính quyền địa phương đó uh -huh. thì những nơi như là San Francisco họ phải tự móc tiền ra để mà tài trợ và sau đó có thể họ có thể xin lại uh, tiền, uh, tiền liên từ ngân khoản từ tiểu bang à. À, và khi mà chúng ta đang thôi chương trình này chúng tôi biết là tại tại quốc hội Sacramento uh, uh, sẽ thông qua một cái khoản ngân sách là, là trên dưới là hơn 500 triệu mỹ kim dạ, vâng. uh, để mà tài trợ những cái chi phí uh, như vậy và chúng tôi nghĩ rằng là 500 triệu kim chỉ là cái phần đầu tiên thôi. Uh -huh. uh, cái dịch bệnh này sẽ tốn kém tiền thuế của người dân uh, nhiều hơn nữa cho uh -huh. từ đây cho tới mùa hè thôi. anh uh -huh. Như vậy là tất cả các cái biện pháp đang được đề ra một cách um, ráo riết như vậy đó để nhằm ngăn chặn cái sự lây lan một cách khó kiềm chế của dịch bệnh coronavirus tới bây giờ. Ông có tin tức gì liên quan đến cái việc là có đã có bất cứ cơ quan hoặc là tổ chức tư nhân nào đã có những cái nghiên cứu liên quan đến vấn đề vaccine ở tại tiểu bang California? Dạ vâng, hiện nay tới bây giờ là chúng tôi chưa có nhiều thông tin về vấn đề vaccine ngay tại ở tại ở tại Orange County. Chúng ta vẫn chính quyền ở tại Orange County vẫn chưa có những cái trạm chính thức để mà cho cho người dân đến thử coi rằng là mình có bệnh uh, uh, coronavirus hay không. Uh -huh. Tại vì uh, bàn thảo thì có đó, nhưng mà nếu mà gọi là những những cái testing kit là những những cái những cái liều để mà thử rằng là chúng ta có cái mầm bệnh coronavirus hay không đó thì thật sự rằng ngay tại Orange County này vẫn chưa có đủ những cái uh, phần thí nghiệm đó cho nên là rằng là ví dụ như là anh dũng hay là cái thay là Diệp đi chúng ta ngồi đây mà chúng ta không biết được rằng là mình có bệnh đó hay không nữa và đó là cái vấn đề hiện nay và và đó là đó cũng là lý do tại sao mà chính quyền liên bang và tiểu bang bây giờ đang hạn chế cái việc qua lại tại vì chúng ta không muốn uh, hoa kỳ biến thành một nước uh, ý thứ hai thưa anh như là anh thấy rằng là hiện nay uh, ý ở tại âu châu là một nước mà có cái ca tử vong và cái ca bệnh nhiều nhất hiện nay ở, ở, ở ngoài Trung Quốc. Ừ. À, cảm ơn ông Thanh Lê Hiệp. Một câu hỏi chót trước khi chúng ta chia tay khán giả. À, hồi sáng này trong một cái bản tin, hồi sáng này thưa quý vị là sáng ngày thứ hai, 16 tháng 3 năm 2020, thì có một cái bản tin uh, từ các cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ thì cho rằng chính phủ liên bang đã vừa đưa ra để có thể đưa vào cái, cái, cái một cái, cái những cái dose để thử nghiệm đầu tiên trên 45 người trẻ và khỏe mạnh. À, ông xin ông xác, xác nhận cái tin tức này. Chúng tôi có nghe rằng là à, bắt đầu vào ngày hôm nay đó lúc mà chúng ta đang thôi chương trình này thì chính quyền liên bang à, cộng với một số các công ty dược phẩm tư nhân chỉ mới bắt đầu thí nghiệm, thử nghiệm coi như là cái liều liều chích ngừa uh -huh. mình gọi là ngừa cúm virus coronavirus đi đầu uh -huh. tiên thôi uh -huh. và để thử thử lên người của 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 con người uh -huh. à, và không biết là cái cái này nó có hiệu quả hay không nữa nhưng uh -huh. mà ít nhất là tới bây giờ chỉ mới bắt đầu à, thử vào à, thân thể của con người đầu tiên uh -huh. à, thì thì nếu mà như vậy đó là cái chặng đường mà chúng ta có đến được một cái liều chích ngừa nó cũng nó cũng còn tương đối là còn hơi xa. Dạ ừ, yeah, vâng. Yeah. Um, cũng theo thông báo ngày hôm qua của tổng thống Donald Trump đó thì uh, có lẽ là chúng ta phải chấp nhận cái tình trạng hiện nay uh, kéo dài cho đến khoảng tháng 7 và tháng tám. Uh, điều này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Thứ nhất là uh, có lẽ tổng thống Trump nói như vậy là tháng 7, tháng 8 thì vô mùa hè. Uh -huh. Thì mùa hè thì cái cơn virus này nó sẽ yếu đi. Uh -huh. Và ngoài ra thì tháng 7, tháng 8 là cũng là một cái dấu hiệu để cho các cơ sở thương mại và người đi làm chuẩn bị uh, làm mọi thứ trong 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 cái khả năng của họ để mà chuẩn bị để, uh, trong cái vấn đề mà rất là khó khăn trong những tháng tới uh -huh. uh, chúng ta đang là giữa tháng 3 tới tháng 7, tháng 8 là có nghĩa là còn 4 tháng nữa uh -huh. và 4 tháng nữa là phải cố gắng phải gồng mình uh -huh. uh, người dân bình thường phải gồng riêng của họ uh, học sinh đi làm hay, hay học sinh đi học người đi làm các cơ sở thương mại người cao niên uh, ai cũng phải cố gắng gồng mình cho đến uh, tới mùa hè thôi. Uh -huh. uh, cảm ơn ông một lần nữa về tất cả những cái điều mà ông vừa chia sẻ cùng với khán giả của uh, Vietface TV. Uh, kính thưa quý vị, qua ba phần nói chuyện vừa rồi của trường biểu Tiểu bang California Sai đại Dịp thì một lần nữa chúng tôi thấy rằng tất cả những cái phương thức mà chính quyền liên bang hoặc chính quyền tiểu bang đưa ra cho đến bây giờ là nhằm để hạn chế sự lây lan một cách không kiểm soát được của căn bệnh của dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang lây lan trên khắp nơi trên thế giới. À, riêng tại Hoa Kỳ thì con số đang tăng một cách mau chóng, do đó những cái biện pháp này nhằm làm chậm sự phát triển lây lan chứ không nhằm tạo sự hoang mang cho tất cả chúng ta. Cho nên trong lúc này một điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn luôn giữ bình tĩnh và theo dõi những tin tức được phát xuất từ những cơ quan có uy tín chẳng hạn như từ CDC hoặc các cơ quan ngôn luận các cơ quan truyền thông uh, chính thức của quốc gia hoặc là những cơ quan có uy tín để chúng ta theo dõi những cái tin tức này và tránh sự hoảng loạn không cần thiết. Dạ, à, trước khi kết thúc chương trình, không biết ông còn điều gì muốn thưa cùng khán giả của chúng ta. Dạ xin cảm ơn anh và thưa với quý vị tiếp lời của anh Dũng à, trong cái trong cái uh, những cái thời điểm như vậy Uh, nếu mà quý vị thấy những cái bản tin um, trên uh, các trang mạng xã hội mà chúng ta nghi ngờ đó tốt nhất là đừng có bấm nút like hay là share những cái bản tin này, thì vì những cái bản tin này khi mà quý vị lỡ mà uh, chia sẻ với người khác chỉ càng tạo ra những cái fake news không cần thiết. Sáng ngày hôm nay và tòa bài Đốc phải coi như là đến chính cái việc rằng là hiện nay không có một cái luật giới nghiêm toàn quốc uh -huh. mà họ nói rằng là trong vài ngày qua uh, có rất nhiều người text qua text lại với nhau nói rằng là lệnh giới nghiêm sắp tới và chính quyền tiểu bang hay liên bang sẽ bắt đầu đưa vệ binh quốc gia vô trong các uh, khu phố để mà áp áp dụng luật giới nghiêm. Cái chuyện đó không có thưa quý vị. Và chuyện thứ hai đó là chúng tôi muốn nhắc lại cái vấn đề rằng là uh, căn cơ của nước Mỹ nó vẫn còn Về vấn đề uh, thực phẩm, nước uống căn bản, chúng ta sẽ vượt qua được cái, cái vấn đề này và chính quyền liên bang sẽ không để cho xã hội đi đến cái mức mà, mà bạo động hay là loạn. Cho nên là Uh, thưa quý vị uh, thận trọng tại vì uh, không cần phải mua quá đồ nhiều nước uống đó, thì nếu mà mình không có nước được trong chai mình vẫn uống được nước trong robinet không nấu sôi thể, lên nấu thôi nấu sôi vẫn có thể uống được đồ ăn nếu mà không ngon vẫn có thể ăn được những thứ mà chúng ta ăn để mà không chết đói cho nên là chúng tôi kêu gọi quý vị là đừng uh, hoang mang và cứ bình thản cố gắng làm sao mà để bảo vệ sức khỏe của mình và người thân của mình đó là cái, 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 cái việc quan trọng nhất À, xin cảm ơn quý vị một lần nữa và nếu mà có những uh, thông tin gì mà quý vị cần biết nhất là liên quan đến vấn đề ở tại tiểu bang xin quý vị có thể gọi uh, số điện thoại của văn phòng chúng tôi để mà lấy được những thông tin mới nhất từ chính quyền ở tại California thưa quý vị vâng thưa quý vị số điện thoại đang hiện diện trên màn hình và mà quý vị có thể gọi trực tiếp để có những câu trả lời thỏa đáng à, cảm ơn ông Thanh Lê Diệp đã bảo thị giờ đến đây để cùng uh, chia sẻ một số các thông tin quý giá trong lúc này ừ. xin chúc ông luôn luôn sức khỏe dạ xin cảm ơn anh rất nhiều cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại trong chương trình này kỳ tới